Một video gần đây trên mạng xã hội đã bàn luận về kế hoạch xây dựng đường sắt tốc độ cao của Việt Nam để kết nối với Trung Quốc. Qua đó, Việt Nam lên kế hoạch xây dựng hai tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối Hà Nội và Trung Quốc trước năm 2030. Dự án này có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia. Thông tin trên đã nhanh chóng đến tai dân mạng Trung Quốc và họ đã để lại rất nhiều bình luận thể hiện quan điểm của mình. Các bạn hãy cùng thán xem dân mạng Trung Quốc đã bình luận gì nhé! Nếu Việt Nam vẫn là chư hầu của Trung Quốc thì được nha. Trung Quốc nên đổi mỏ đất hiếm của Việt Nam để lấy hai đường sắt cao tốc. Thật đáng xấu hổ, ý tôi nói Trung Quốc đấy, sao lại vội vàng hòa nhập với động vật vậy? Nhìn vào tiền đề, việc cải thiện quan hệ với Việt Nam là cần thiết. Tuy nhiên, phải rất cẩn trọng, Việt Nam là một quốc gia không thể tin cậy. Hãy tin vào tình bạn Trung Việt, dù ai có ý đồ khiêu khích thì cũng vô dụng. Ý định của Việt Nam là muốn Trung Quốc đầu tư và đóng góp vốn, sau đó còn yêu cầu chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Một giấc mơ lý tưởng đấy nhỉ? Nói thì dễ quá, làm sao có thể bình tĩnh và toàn tâm với Trung Quốc sau cả ngàn năm nợ máu chứ? Việt Nam lại định chơi trò lầy lội nữa rồi. Họ muốn xây hai tuyến đường sắt ngắn ở phía Bắc, học hỏi càng nhiều càng tốt về công nghệ xây dựng đường sắt cao tốc, sau đó tự mình làm đường sắt cao tốc từ Bắc vào Nam. Một số người ở Việt Nam tính thì hẹp hòi, không thể buông bỏ để Trung Quốc giúp đỡ. Họ lợi dụng những chiêu trò hèn mọn, đòi giảm giá, kêu gào rằng không có tiền trả, rồi kéo dài mãi mà vẫn chưa xong. Nhìn vào hệ thống đường sắt đô thị mà chúng ta xây cho họ đi. Ban đầu thì đề ra sẽ xong trong 3 năm, nhưng Việt Nam luôn thay đổi ý định và cứ ngâm mãi. Họ chỉ sẵn lòng trả tiền sau 10 năm trì hoãn. Ngay cả khi Trung Quốc muốn hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng đường sắt cao tốc 1.600 km từ Bắc vào Nam, cứ tiền cho cháo múc công bằng thì vẫn khả thi thôi. Nhưng không nên để họ lừa mình, đừng để họ lợi dụng và đừng làm từ thiện cho họ. Bây giờ Việt Nam đã biết rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng màu. Họ đã phát hiện ra rằng đứng về phía xã hội chủ nghĩa sẽ đáng tin cậy hơn. Có một khoảng cách giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam do lãnh thổ dài và hẹp. Trung Quốc sẽ tự sát nếu giúp xây dựng hạ tầng kết nối hai miền. Hệ thống đường sắt Đông Dương của Trung Quốc không có đi qua Việt Nam nên không cần xây cho Việt Nam đâu. Hãy nhớ rằng người Việt không dễ bảo đâu. Để tôi hỏi các anh, tại sao chúng ta lại phải chuyển giao công nghệ cho họ chứ? Họ có gì đổi lại với chúng ta không? Việt Nam là quốc gia nửa vời, lúc đói thì quên ai cho mình ăn, họ không đáng tin. Việt Nam như có tâm trạng của một phụ nữ mang mối oán thù, dù bạn yêu cô ấy đến đâu cũng phải cẩn trọng. Khi đàm phán với Việt Nam xây dựng đường sắt cao tốc, hợp đồng phải được xét kỹ lưỡng để ngăn Việt Nam gây khó khăn. Tốt nhất nên thanh toán theo tiến độ, tránh để Việt Nam giở trò tìm cách lợi dụng. Làm sao chúng ta giải quyết được vấn đề 27 đảo và bãi đá đã bị Việt Nam chiếm đóng? Trung Quốc không nên làm gì cả, cứ để Việt Nam trả giá cắt cổ cho Nhật Bản và Đức để làm dự án tàu cao tốc 1.500 km của họ. Những quốc gia này sẽ không bao giờ chuyển giao công nghệ. Việt Nam thấy Indonesia được xây cho đường sắt cao tốc miễn phí thì có ngu mới không thích. Giới trẻ Việt Nam thích Mỹ và Nhật nhưng không thích Trung Quốc. Một quốc gia như Việt Nam mà lại khinh thường Trung Quốc, điều này cho thấy chính phủ Trung Quốc quá quân tử. Một cường quốc thế giới không cần phải quá khiêm nhường đối với một quốc gia không trung thành như Việt Nam, cứ bảo họ cút đi. Đừng bao giờ giúp Việt Nam và Ấn Độ xây dựng cơ sở hạ tầng. Nếu xây được tới Hà Nội, Việt Nam có thể được đưa vào mạng lưới đường sắt Đông Dương của Trung Quốc và sẵn tiện mở rộng sang Lào. Nhật Bản nên xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam. Giúp người Việt Nam xây dựng đường sắt đô thị đã khiến chúng ta vấp ngã một lần. Nếu sau này chúng ta tiếp tục gặp phải sự cố tương tự ở cùng một nơi, thì vấn đề sẽ nằm ở chúng ta. Làm thế nào để tránh rơi vào hố sâu Việt Nam lần nữa? Không biết các lãnh đạo đã học được bài học hay chưa? Nhìn từ việc cung cấp điện từ Trung Quốc đến Việt Nam, tôi không nghĩ rằng lớp lãnh đạo Trung Quốc có tầm nhìn chiến lược lâu dài. Nuôi dưỡng đối thủ cạnh tranh là hành vi ngu xuẩn. Đó cũng là lý do tại sao các cường quốc phương Tây không bao giờ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu vực kém phát triển. Không nên giúp Việt Nam khi chưa hoàn thành nâng cấp nền công nghiệp. Việt Nam là một con sói mắt trắng, không trung thành, lấy oán báo ơn, tốt hơn là để họ biến đi. Đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam đang ngày càng tăng, Trung Quốc cũng bán điện cho Việt Nam. Nếu không, Việt Nam làm sao có đủ điện để cung cấp cho các nhà máy sản xuất? Việc Trung Quốc xây dựng đường sắt cao tốc ở Việt Nam cũng nhằm mục đích thuận tiện cho các nhà đầu tư Trung Quốc. Hệ thống đường sắt hiện tại của Việt Nam là hệ thống khổ hẹp do người Pháp để lại. Điều này đã hạn chế nghiêm trọng sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Dân Việt Nam trong lịch sử luôn chống lại Trung Quốc, đương nhiên cũng luôn bị các triều đại Trung Nguyên đàn áp và đánh đuổi. Tính cách nổi loạn của người Việt là bẩm sinh, việc giúp họ xây dựng hệ thống đường sắt tiên tiến như là con dao hai lưỡi vậy. Nó có thể khiến họ hòa nhập vào vùng ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc và làm cho họ xa lánh thế lực từ bên ngoài, nhưng cũng có thể sẽ phản tác dụng sau khi thực lực quốc gia của họ mạnh lên. Nếu muốn xây thì nên ưu tiên các dự án đường sắt giữa Trung Quốc-Lào-Campuchia và Trung Quốc-Thái Lan-Campuchia, tùy vào tình thế mà tính.
cần phải đưa ra một số điều khoản áp đặt có lợi cho chính phủ và doanh nghiệp Trung Quốc. Vì Việt Nam là kiểu trung dung, lấp lửng nên không thể tin được. Mặc dù đồng văn với Trung Hoa, nhưng ảnh hưởng hàng nghìn năm không thay đổi bản chất bội tín. Nên cho Việt Nam ra rìa để tránh họ giúp Mỹ gây rắc rối cho Trung Quốc một khi nền kinh tế của họ phát triển. Nên hạn chế sự phát triển của Việt Nam, họ vô ơn lắm. Có một sự thật đơn giản, việc giúp đỡ những con sói mắt trắng như Ấn Độ hay Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc đầu tư vào ngành sản xuất để giúp họ gia tăng sức mạnh quốc gia, về bản chất là tương tự như tội phản quốc. Không nên giúp Việt Nam xây dựng đường sắt cao tốc. Giống như Ấn Độ, Việt Nam là con sói mắt trắng không biết ơn. Xã hội Việt Nam luôn phản đối người Trung Quốc. Lịch sử của Việt Nam rất ngắn, một thời gian dài trong quá khứ từng là lãnh thổ của Trung Quốc. Sau khi thoát khỏi Trung Quốc vào thời Tống, Việt Nam mới bắt đầu bành trướng bằng vũ lực từng bước về phía Nam, thôn tính Vương quốc Champa cổ kính và chiếm đóng nhiều lãnh thổ của Campuchia. Việt Nam thậm chí đã xây dựng Sài Gòn trên đất đai cũ của Campuchia. Khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào năm 1975 và Việt Nam thống nhất, họ ngay lập tức quay lưng với Trung Quốc, không một chút biết ơn sau sự hỗ trợ lớn lao của Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam. Việt Nam vẫn chiếm giữ 27 đảo và đá ở Biển Đông của Trung Quốc cho đến ngày nay. Trên đây là toàn bộ nội dung của video hôm nay. Các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại cảm nhận của mình trong phần bình luận nhé. Cảm ơn các khán thính giả đã dành thời gian theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.